đối với nguồn sữa hiến tặng thì các bà mẹ sẽ hiến tặng miễn phí. Cái lý do mà tại sao mà các cái tổ chức quốc tế khuyến cáo là không có chi trả cho những bà mẹ hiến tặng sữa là bởi vì mục đích là mục đích nhân đạo chứ không phải mục đích thương mại hóa cái nguồn sữa mẹ. Chính vì vậy thì không chi trả cho các bà mẹ mà hiến tặng nguồn sữa. Riêng đối với lại gia đình và những em bé được nhận sữa thì phải thanh toán một cái khoản phí. Mặc dù chương trình này là chương trình phi lợi nhuận, nhưng mà trong suốt một quá trình từ lúc nhận sữa hiến tặng cho đến lúc xử lý và ra được cái thành phẩm hoàn hảo cho em bé sử dụng thì trong đó có rất nhiều các cái khâu mà tốn kém về chi phí. Và chúng tôi chỉ tính toán những cái chi phí vừa đủ bù đắp cho cái chi phí mà để ra được cái thành phẩm, chứ hoàn toàn không có lợi nhuận đối với bệnh viện. Chính vì vậy thì cũng để cho cộng đồng hiểu rõ là nguồn sữa hiến tặng là nguồn sữa hiến tặng miễn phí, nhưng mà để ra được thành phẩm mà đến em bé sử dụng thì cần phải có phí. Và phí ở đây là hoàn toàn nhằm mục đích bù đắp cho những chi phí mà phải chi trả trong suốt một quá trình mà xử lý để ra được cái thành phẩm. Còn trong những trường hợp mà gia đình hoặc các bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh nghèo hoặc là diện chính sách thì bệnh viện có những chính sách miễn phí phù hợp như các bệnh nhân nghèo khác ở tại bệnh viện.